Rồi quý vị ơi, hôm nay chủ nhật nha quý vị, 19 tây tháng 11 2023 hả quý vị ha. Cái combo đầu tiên là combo số 86 nha quý vị. Cái combo này nó có 10 cây sâm hương. Tông nó vậy ha. 450 bao cái ship toàn quốc. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển trước 100k, còn lại shipper thu hộ. Cây này 10 cây tôi gọt bằng cái chén ăn cơm ha. Rồi mình về mình ép vô cái chậu nhỏ mình nuôi nha quý vị. Đây cây số 1 nè. Số 2 nè, số 3 nè, cái này cái tông này tôi chỉ có một lô này duy nhất thôi nha quý vị. Số 4 nè, đó. Lùng xịt cái này mà ép vô cái chậu nhỏ xíu như vậy nè. Cái này mà ép vô đây thì rất là đẹp luôn ha đó. Một lô này thôi nha, cái tông thứ này có một lô không. Số 5 nè, số 6 nè, hôm nay nhỏ nhưng mà nó có cái dáng của cây của thụ hết rồi. 8 nè, 9 nè, cây số 10 nè. Ủa, cây số 9, cây này mấy cây số 10 nè. Đó, nhỏ nhưng mà dáng cổ thụ nha, một combo duy nhất này thôi. Rồi 500k, ố 450k. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển trước 100k ha. Rồi xuống luôn nha quý vị.